Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở tập trước, Diệp Phàm dễ dàng đánh bại người của Cơ Gia và dùng đấu chiến thánh pháp để học được tiên thiên thái hư cương khí. Sau đó, anh ta trở lại Hỏa Vân Thành và tung tin Cơ Gia không giữ lời hứa, sau đó trốn đi. Nửa tháng sau, Diệp Phàm trở lại và lên kế hoạch với Đồ Phi và Đại Hắc Cẩu để lừa Cơ Gia lấy 10 vạn cân nguyên. Chuyển sang tập 135 của Già Thiên. Một luồng gió thu thổi tới, lá vàng tung bay, cả vùng núi đá chìm trong hiu quạng. Bắc vực là một nơi lạnh khủng khiếp, bốn mùa thay đổi thất thường, mùa thu và đông rất dài, một năm thì có tới nửa thời gian là không chút sinh cơ nào, chỉ là một mảnh đất khô cằn lạnh lẽo. Loạn Vân Châu là một vùng núi dài vô tận, liên miên không dứt, gần như không có khu vực nào bằng phẳng cả, đầy rẫy những ngọn núi cao tận trời, mây mù bao phủ, đây cũng chính là nguồn gốc tên gọi của nó. Ta thấy nơi này không tồi chút nào. Diệp Phàm mở miệng. Đồ Phi gật đầu, nói, nơi này núi non trùng điệp, khắp nơi đều là đồi núi, đúng là một nơi tránh nạn tốt. Loạn Vân Châu cách Thánh Thành Bắc vượt khoảng 11, 12 ngày đi đường, cách Hỏa Vân Châu một mảnh ốc đảo và hai vùng hoang mạc đỏ nâu. Bọn họ lựa chọn cẩn thận nửa tháng, rốt cuộc xác định dùng cái châu này để chờ bị phát hiện. Hắc Hoàng ẩn thân trong một dãy núi, phụ trách việc khắc đạo văn, còn Diệp Phàm và Đồ Phi thì đi tìm tòi xung quanh, tìm hiểu kỹ càng tình huống châu này. Sơn Nham Thành tuy nằm giữa một vùng núi non trùng điệp, nhưng là thành trì trung tâm của Loạn Vân Châu, khắp nơi là núi, căn bản không có vùng đất bằng phẳng nào để kiến tạo thành trì cả. Tòa thành trì này cũng không lớn, đường phố lát đá hoang vắng, hai bên đường là hàng cây đại thụ đã trọc lá, lá vàng lả tả rụng đầy đất, mang theo hương vị mùa thu mát lạnh. Diệp Phàm đi trên con đường đá cũng không tính là lớn này, đi được một vòng thì đã nhanh chóng tìm hiểu được không ít tin tức. Các đại nhân vật của thánh địa bị cuốn sách cổ đó hấp dẫn, hiện giờ dành hết tinh lực và sức chú ý vào Tử Sơn, mỗi thế lực đều không ngừng tính toán nhằm mở nó ra. Diệp Phàm tiến vào một tửu lâu, gọi một bầu rượu lâu năm và mấy thứ đồ nhắm, tự rót tự uống, nghe một vài tu sĩ đang nói chuyện phiếm. Thánh Thành lại xuất ra đồ tốt đó, hình như là một thứ gì đó rất quý hiếm, bị hoàng tộc Trung Châu mua được. Rất nhiều người đang truy tìm tên Diệp Phàm gì đó, có manh mối gì không, phải biết rằng hắn giá trị tận 10 vạn cân nguyên a. 10 vạn cân nguyên sao, quá ít. Nghĩ mà xem, trên người hắn chính là vạn vật mẫu khí, là báu vật vô giá, là thánh vật mà đại đế cổ đều phải động tâm đó. Các đại nhân vật đều đang nghiên cứu Tử Sơn, xem ra không lâu nữa sẽ có náo nhiệt lớn mà coi. Các thánh địa cử tới đây không ít thiên tài, không chỉ có riêng Diêu Quang và Cơ Gia đâu, lần này thì dù Bắc vực có rộng lớn hơn nữa thì cũng không có nơi cho hắn trốn đâu, rốt cuộc thì vạn vật mẫu khí cũng sắp thành vật trong tay thánh địa rồi. Thực ra, có rất nhiều nhân vật cấp tiền bối cũng đang âm thầm tìm kiếm cái tên thanh niên họ Diệp này, chỉ là không có lộ ra mà thôi, dù sao thì vạn vật mẫu khí cũng vô cùng quý giá mà. Nói tiếp, ngày xưa thì thánh thể thái cổ xưng hùng khắp thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hiện giờ lại chỉ có thể dừng lại ở đạo cung bí cảnh, nếu hắn mà trưởng thành được thì sẽ tranh phong với các thánh tử, thánh nữ đó, sau này khẳng định Đông Hoang sẽ vô cùng náo nhiệt. Diệp Phàm trong lòng vừa động, hắn nghe thấy có rất nhiều nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, có thế hệ trẻ tuổi, cũng có lớp già, đều đi tới Bắc vực mưu đồ cái đỉnh của hắn. Tháp, tháp, tháp. Tiếng bước chân vô cùng có quy luật truyền đến, giống như vang lên trong lòng mọi người tại đây, khiến nhịp tim của họ cũng đập theo tiếng bước chân này. Rất nhiều người đều thầm căng thẳng, có cảm giác hít thở không thông, hình như là bị người khác bóp chặt cổ vậy, khống chế hô hấp của bọn họ. Từ cửa thang lâu có một thiếu niên 13, 14 tuổi đi lên, một thân áo trắng, không nhiễm hạt bụi nào, mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen tựa bảo thạch, môi hồng, răng trắng, vô cùng tuấn tú, rất xứng danh mỹ thiếu niên. Cái gì mà thánh thể thái cổ, cái gì mà cùng giai vô địch, theo ta thì hắn chỉ là một tên chó đất mà thôi, nếu mà bị ta gặp được thì chắc chắn ta sẽ bắt về làm nô bộc. Thiếu niên này đẹp như ngọc, tuấn mỹ tới mức yêu dị, nhưng lời nói lại không có chút khách khí nào, khiến rất nhiều người phải nhíu mày. Phía sau hắn có hai lão nhân mặc áo xám, vô cùng già nua, bộ lưng đã còng xuống, rất giống hai lão bộc trung thành. Trong đó có một người bước lên, chọn một cái bàn, lại dùng tay áo lau sạch bàn ghế để hắn ngồi xuống. Sau đó hai lão nhân này quay thành thật đứng phía sau tên thiếu niên này. Đứa nhỏ nhà ai vậy, sao không có giáo dục như vậy, tuổi nhỏ mà lại cùng ngôn ấy vậy mà không có chút ngăn cản nào, không sợ hắn bước lầm đường sao? Người trên lầu mặc dù cũng đoán được thiếu niên này có thân phận không tầm thường, nhưng vẫn có người không kìm được mở miệng giáo huấn. Sao vậy, ta nói không đúng sao? Tên thiếu niên này tà dị liếc về phía đối diện một cái, ôn hòa hỏi. Hài từ, nói chuyện phải biết khiêm tốn một chút, rất nhiều thiên tài đều bị chết non lúc thiếu niên đó. Hừ. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, như một tiếng chuông rung động, khiến khí huyết rất nhiều người cuồn cuộn bốc lên,
hắn mở miệng nói, thánh thể thái cổ bị thần hóa rồi, đừng nói hiện tại, cho dù là mười mấy vạn năm trước thì cũng không phải là vô địch tuyệt đối đâu. Các tu sĩ này đến từ khắp nơi, đương nhiên có cao thủ trong đó, một người liền phản bác, năm đó thánh thể thái cổ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đây là thực tế. Ngay cả hiện tại, cái tên phế thể kia cũng bày ra chiến lực rất không tầm thường, rất ít tu sĩ cùng giai có thể áp chế hắn. Thiếu niên áo trắng cười lạnh, nói, cho dù hắn là phế thể hay là thánh thể thì cũng chỉ là thứ để người khác trấn áp mà thôi. Tiểu huynh đệ, ngươi càng nói càng lớn lối rồi đấy, ngươi thì tài giỏi gì, dựa vào cái gì mà đòi đánh bại thánh thể thái cổ, hắn sắp là vô địch trong số cùng giai rồi đó. Có người khiêu khích. Ít ngồi đáy giếng, sao biết bầu trời rộng lớn thế nào, dù cùng giai thì ta cũng sẽ giết hắn mà thôi. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, thực sự có lòng tin đánh bại thánh thể thái cổ cùng giai sao? Có người ngạc nhiên hỏi. Nhà nơi thôn giả, chỉ là một dân đen mà thôi, cũng không có lai lịch gì lớn, chẳng lẽ muốn trấn áp cái thánh thể thái cổ đó còn cần giảng giải xuất thân sao? Hắn thực sự chẳng là cái thá gì đâu. Thần sắc thiếu niên áo trắng ác độc nói. Đông hoang rộng lớn vô cùng, trong rừng sâu heo hút có rất nhiều kỳ nhân, cũng không phải tất cả cao thủ đều ở trong thánh địa, mọi người đều có chút quái dị, cảm thấy thiếu niên này thực sự xuất thân từ đó mà ra. Có người không kìm được tỏa ra thần niệm, muốn thử tu vi thiếu niên áo trắng một lần, nhưng còn chưa tới gần được thì đã như bị sét đánh. Một trong hai lão bộc kia ánh mắt lóe sáng, bắn ra hào quang khiếp người, bức bảy, tám đạo thần niệm đó quay về. Tên nào đang khoác lác vậy, không sợ gió thổi bay đầu lưỡi sao? Đồ Phi bước lên lầu, tự tìm một cái bàn ngồi xuống, liếc mắt về phía Diệp Phàm đang ngồi cách đó không xa. Bọn họ cùng tiến vào tòa thành này tìm hiểu, tuy nhiên cũng không đi cùng nhau, tới giờ mới tới tửu lâu này. Hắn nhìn thoáng qua thiếu niên kia, nói, xin hỏi đại danh. Hạ Cửu U, Đồ Phi mang trong mình dòng máu cường đạo, đụng tới người của thánh địa cũng không sợ, tất nhiên là sẽ không khách khí với thiếu niên này rồi, nói, ta nghe nói qua cái Cửu U, nhưng chưa từng nghe thấy Hạ Cửu U. 8.000 năm trước, cái Cửu U đánh khắp Trung Châu không đối thủ, rất nhiều người đều cho rằng hắn có thể trở thành đại đế, nhưng cuối cùng hắn lại rời khỏi Đông Hoang, biến mất khỏi vùng trời đất này. Từ nay về sau, ngươi sẽ nhớ kỹ cái tên này. Tên thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U liên tục cười lạnh. Ta thấy ngươi không để cả thiên hạ vào mắt, hay là ta cùng ngươi so hai chiêu, thế nào? Đồ Phi hai mắt tà dị nhìn hắn. Ta không có hứng thú với ngươi, lần này xuất sơn mục tiêu chỉ là thánh thể thái cổ mà thôi. Hạ Cửu U cũng không thèm liếc Đồ Phi một cái. Tên đồ miệng rộng này chỉ muốn lao lên tát chết tên thiếu niên này, nhưng lại không thể làm vậy, hỏi, thánh thể thái cổ đã từng đắc tội ngươi sao? Không đắc tội ta cũng muốn bắt hắn. Ta đọc trong một cuốn sách cổ rằng máu của thánh thể có thể luyện thuốc được, ta chính vì thế mới tìm hắn, dùng để luyện một lò thần dược. Anh hùng xuất thiếu niên A, Diệp Phàm mở miệng, hắn tự rót một chén rượu uống. Thật ra, hắn rất muốn cho tên nhóc này một trận, lần đầu gặp mà đã kiêu ngạo như vậy, tuổi lại không lớn, ấy vậy mà cứ mở mồm ra là đòi luyện hóa thánh thể của hắn. Ngươi không phải đến vì thánh thể sao, Cơ Gia và Diêu Quang đều treo giải thưởng, nếu có manh mối, ngươi ra giá nào? Đồ Phi cười hắc hắc hỏi. Bọn họ ra giá nào, ta theo giá đó. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U liếc hắn một cái, đáp. Lúc này, tất cả mọi người đều động dung, tên thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch gì, hai đại thánh địa treo giải 10 vạn cân nguyên, hắn chỉ là một tên nhóc con, sao có thể lấy ra nhiều như vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, lộ vẻ kinh hãi, đây cũng không giống người từ trong thánh địa đi ra, rốt cuộc sư thừa của hắn là ai? 10 vạn cân nguyên cũng không phải là số lượng nhỏ. Diệp Phàm bình tĩnh mở miệng. Ngươi lấy ra được sao? Đồ Phi nghi ngờ. 10 vạn cân nguyên tuy rằng không ít, nhưng còn chưa tới mức ta không trả được. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U vẻ mặt lãnh đạm. Tên thiếu niên này rốt cuộc có bối cảnh gì? Chẳng lẽ là đệ tử của một lão thánh chủ nào đó lúc già đi ra ngoài Đông Hoang thu được? Có một số người đoán. Ha ha. Một tiếng cười duyên từ cầu thang truyền tới, mùi hương phảng phất, một cô gái đẹp tới mức hoa nhường nguyệt thẹn bước lên, thanh âm như hạt châu rơi trên bàn ngọc, giòn giả mà êm tai, nói: Tiểu đệ đệ áo trắng này rất có khí phách. Đây là một nữ nhân cao gầy, cực kỳ khiêu gợi, nàng mặc một bộ y phục màu lục, trên đầu sáng ngọc, dưới chân sinh ra ánh ngọc năm màu, phong tình vạn chủng, ánh mắt như nước đưa đẩy, mái tóc phất phơ. Cơ Bích Nguyệt. Diệp Phàm trong lòng vừa động, đây là một trong ba đại cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Cơ Gia, gần bằng Cơ Hạo Nguyệt, nữ tử này tuy xinh đẹp động lòng người, nhưng tuyệt đối là một nhân vật độc ác, tới cả muội muội cùng tộc mà nàng cũng muốn giết chết. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U hỏi: Ngươi là ai? Ta là Cơ Bích Nguyệt. Cơ Bích Nguyệt cười lên đích thực động lòng người, khiến một số người trên lầu có chút ngất ngây. Nếu vậy thì ngươi cũng muốn cùng ta tranh đoạt thánh thể thái cổ.
Hạ Cửu U mở miệng. Sao phải nói tới chuyện tranh hay không tranh này làm gì? Thái thượng trưởng lão Cơ gia ta bị giết, ta chỉ muốn giết chết hắn mà thôi. Cơ Hạo Nguyệt cười rất ngọt ngào. Nhưng ta lại không nhất định muốn giết hắn, mà là bắt hắn để luyện thần dược, ta muốn thu hắn làm nô bộc. Hạ Cửu U nói. Đồ Phi âm thầm truyền âm cho Diệp Phàm, nói, thấy rõ chứ, tên tiểu tử này khiến ta sắp giận sôi lên rồi, rốt cuộc hắn có lai lịch gì, làm sao thì mới có thể cho hắn một trận được. Diệp Phàm mặt không đổi sắc, cũng truyền âm, đừng làm bậy, khi nào đại sự hoàn thành thì hãy tìm hắn đến khai đao, hơn phân nữa thì hắn có bối cảnh rất lớn chống lưng đó. Từ thang lầu lại truyền đến một tiếng cười vang, một nam nhân trẻ tuổi đi lên, hắn mặc một bộ y phục màu lam, khí chất bất phàm, anh khí nội liễm, trong đôi mắt ngẫu nhiên có thần quang lưu chuyển. Diêu quan Lý Thụy Huynh cũng tới rồi. Cơ Bích Nguyệt khẽ cười. Đây là một cường giả trẻ tuổi tứ cực bí cảnh, là cao thủ đỉnh cao trong thế hệ này của Diêu quan. Sau khi Diêu quan thánh tử bị Diệp Phàm thu lấy, hắn rất có thể sẽ được lập thành thánh tử mới. Xem ra tất cả mọi người đều chiếm được chung một tin tức, có người cùng lúc bán cho chúng ta. Lý Thụy cười đáp. Khuôn mặt Đồ Phi sớm đã được biến đổi, tuy không thể giống như Diệp Phàm làm cho cả khí chất cũng đổi theo, nhưng cũng không lo bị người khác nhận ra, bởi vì hắn chưa từng chân chính tiếp xúc với mấy người này. Hắn truyền âm cho Diệp Phàm, nói, con mẹ nó, tên khốn kiếp nào cung cấp tin tức cho bọn họ, chẳng lẽ cũng giống chúng ta muốn lừa họ, chỉ là trùng hợp địa điểm mà thôi. Diệp Phàm trong lòng cũng suy tính, Diêu Quang và Cơ Gia cùng tới tòa sơn thành này, hiển nhiên là có chuyện bất thường rồi. Bất kể là ai tới thì thánh thể thái cổ nhất định phải là của ta, hắn chính là nô bộc tương lai của ta. Hạ Cửu U lạnh lùng nói. Lần này bất kể ra sao thì ta nhất định cũng phải chém tên nhóc áo trắng này thành tám mảnh, hắn không phải có 10 vạn cân nguyên sao, cướp luôn của hắn. Đồ Phi nảy sinh ác độc. Diệp Phàm cũng muốn đập cho hắn một trận, tên Hạ Cửu U này cũng quá kiêu ngạo đi, tuy nhiên dường như hắn thực sự có lai lịch lớn, dám tranh chấp với người của thánh địa. Khí phách thật là lớn, muốn thu thánh thể thái cổ làm nô bộc, đúng là khiến ta được đại khai nhãn giới. Một lão già say khướt trên lầu mở miệng. Cơ Bích Nguyệt cười như tiếng chuông bạc, nói, thu thánh thể thái cổ làm nô bộc, thật là một chủ ý hay, ta cũng động tâm rồi đó. Một nam nhân trung niên uống xong một chén rượu, thở dài, thánh thể thái cổ thực sự xuống dốc đến vậy sao, nhớ khi xưa phong tư ngút trời, đúng là thế sự thay đổi, không thể lường trước được a. Hạ Cửu U không lớn tuổi, nhưng lại rất lạnh lùng, không có chút hồn nhiên trẻ thơ nào cả, hắn lạnh lùng nói, thánh thể thái cổ thì thế nào, vật đổi sao dời, sớm đã không thích ứng được với thế giới này nữa, chỉ có thể trở thành nô bộc cho người ta mà thôi. Từ xưa tới nay, không ai dám thu thánh thể thái cổ làm người hầu, đây là việc chưa từng xảy ra, thể chất vô địch này quả thực đã bị chôn vùi trong bụi mờ lịch sử rồi. Trên tửu lâu, rất nhiều người nhíu mày bất mãn đối với Hạ Cửu U, nhưng cũng chỉ có thể thở dài, đây là thực tế đang diễn ra, cái gọi là thánh thể hiện giờ đã là phế thể rồi, không thay đổi được. Hạ tiểu đệ, ta cũng muốn thu thánh thế này làm nô bộc, ngươi xem có được không? Cơ Bích Nguyệt cười thật ngọt, trông như một đóa mẫu đơn tỏa hương. Hạ Cửu U chỉ có 13, 14 tuổi, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen như bảo thạch lóe sáng, đẹp tới mức nữ nhân cũng phải ghen tị, nhưng nói chuyện lại rất bá đạo. Ta đã nói rồi, không ai được tranh với ta, cái thánh thế này ta nhất định thu lấy, muốn dùng hắn để luyện chế thần dược, sau này hắn chính là nô bộc trung thành nhất của ta. Tiểu huynh đệ thật bá đạo quá đó, tỷ tỷ ta cũng muốn thu hắn làm nô lệ, hay là vậy đi, để tránh xung đột, chúng ta ai bắt được hắn trước thì sẽ là chủ nhân của hắn, thế nào? Cơ Bích Nguyệt cười tươi như hoa. Do có chút liên quan đến tổ tiên Cơ gia các ngươi, nên ta cũng không muốn xé rách da mặt, cứ vậy đi, ai bắt được hắn trước thì sẽ là chủ nhân của hắn. Hạ Cửu U lạnh lùng đáp. Hai người không coi người khác vào đâu, nói rất đơn giản, giống như đang phân chia một kiện hàng hóa vậy, cũng không có vẻ nghiêm trọng gì cả. Nếu ta bắt được hắn trước tiên thì sao? Cường giả tuyệt đỉnh Lý Thụy của Diêu Quang Thánh Địa mở miệng, hắn anh khí nội liễm, trong mắt ngẫu nhiên có điện quang lưu chuyển. Trên người Diệp Phàm có vạn vật mẫu khí, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nếu vậy thì làm sao đáp lại kỳ vọng của Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang, đây chính là cơ hội duy nhất để hắn lên làm thánh tử. Lý Thụy Huynh cũng muốn thu thánh thể thái cổ làm nô bộc sao? Cơ Bích Nguyệt nhợt nhạt cười. Hắn đã bắt thánh tử và thánh nữ của Diêu Quang ta, tất nhiên là ta phải ra tay bắt hắn về Diêu Quang để các trưởng bối xử lý rồi. Lý Thụy không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể ra tay, cả về công lẫn tư thì hắn đều phải bắt được Diệp Phàm. Ta đã nghe nói qua Diêu Quang thánh tử, nhưng ngươi là ai, sao dám cùng ta tranh đoạt? Không thể không nói, Hạ Cửu U tuy tuổi không lớn nhưng lại rất cường thế. Vị này chính là một trong bốn vị cao thủ trẻ tuổi của Diêu Quang, 3 năm trước đây đã đạt tới tứ cực bí cảnh, là thiên tài quán thế của Diêu Quang, cùng thế hệ thì có rất ít người địch được hắn.
Đồ Phi chậm rãi nói. Hắn cũng không phải ý tốt mà giới thiệu, chỉ hận không thể lập tức khiến cho hai bên va chạm, như thiên thạch đâm phải sao chổi, bắn ra những tia lửa hủy diệt, bắt đầu một hồi đại chiến. Diệp Phàm ở một bên cười, cũng không nói gì. Ta chỉ muốn biết hắn có mạnh hơn Diêu Quang Thánh Tử hay không mà thôi. Hạ Cửu U hừ lạnh. Trên lầu có không ít người yên lặng quan sát, tên thiếu niên áo trắng tuấn mỹ đến yêu nghiệt này không thèm để thứ gì vào mắt, kiêu ngạo tới tận trời, mọi người đều rất mong được nhìn một trận chiến giữa hắn và người khác. Lý Thụy đến từ Diêu Quang Thánh Địa, vô cùng trấn định bình tĩnh, không đáp lại, chỉ ung dung khẽ cười mà thôi. Ngươi nếu đã không bằng Diêu Quang Thánh Tử thì đừng có tranh với ta làm gì, sớm trời đi thôi. Hạ Cửu U thưởng thức chén rượu, hờ hững nói. Vị tiểu huynh đệ này thật bá đạo, rốt cuộc thì sư thừa của ngươi là ai? Lý Thụy có chút trầm mặt nói. Tượng đất cũng biết giận dữ, huống chi hắn là một nhân vật thiên tài, nếu bị khinh thường mà hắn còn không để ý tới thì sẽ bị coi là không có cốt khí, là yếu đuối, tổn hại tới uy danh Diêu Quang, như vậy thì cái chức thánh tử sẽ hoàn toàn vô duyên với hắn. Hỏi để làm gì, ngươi nếu muốn thử một chút thì cứ ra tay tự nhiên đi. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U vô cùng trực tiếp. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Lý Thụy lắc đầu. Dối trá như vậy làm gì, nếu đã muốn thì làm luôn, đã xé rách da mặt rồi thì cần lý do làm gì nữa, để cho ta tới đánh ngươi là được. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U nói xong liền động thủ, quả nhiên rất trực tiếp, không dây dưa chút nào. Hắn giơ tay đánh về phía trước, ngón tay tinh tế thon dài như dùng dương chi bạch ngọc chạm khắc mà thành, so với tay của nữ nhân còn đẹp hơn, không có chút tì vết nào. Lúc này, rất nhiều người đều hết hồn, cảm giác hít thở không thông, áp lực cường đại khiến cho người khác khó thở được. Ngón tay ngọc của Hạ Cửu U khẽ gãy một cái, bắn ra một tấm bia bằng sắt, trên mặt có văn tự hiện ra, tràn ngập khí tức của đạo, vô cùng cường đại, lập tức trấn áp Lý Thụy. Tất cả mọi người đều giật mình, đây cũng không phải là binh khí, mà là thần lực được thiếu niên áo trắng ngưng kết thành đạo bi, hắn rất thoải mái, tùy ý xuất ra. Lý Thụy dùng tay nâng lên, chống đỡ đạo bi này, khiến cho nó không thể hạ xuống, nhưng hắn chợt biến sắc, tấm bi này khiến hắn thầm kinh hãi, đè cho hai tay hắn cũng phải rung lên. Xích. Văn tự trên đạo bi lóe ra, sáng chói, khí tức của đạo tràn ngập, như dòng nước lưu động, càng lúc càng nặng thêm. Ca. Sàn dưới chân Lý Thụy vỡ ra bốn phía trông như mạng nhện, hắn sắp bị đè xuống dưới lầu, phải chịu áp lực vô cùng lớn. Đột nhiên, ánh sáng đẹp đè lóe ra, toàn thân Lý Thụy được bao bọc trong một luồng ánh sáng thần thánh, giống như thánh hỏa hừng hực thiêu đốt, lập tức nâng tấm đạo bi này lên. Đây là Hỗn Nguyên Thánh Quang Thuật, được xưng là Vạn Pháp Bất Xâm, bí pháp phòng ngự cường đại nhất Đông Hoang. Lý Thụy chiếm được kế thừa này, chẳng lẽ sẽ trở thành Diêu Quang Thánh Tử sao? Không ít người kinh hãi, loại bí thuật này là bất truyền của Diêu Quang, trong thế hệ trẻ tuổi thì chỉ có một hai người mới có thể học, đều được nắm trong tay những người cường đại nhất. Thượng Cùng Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyền. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U khẽ ngâm, văn tự trên tấm bi này lại càng nhiều thêm, như là đạo và lý đang vào nhau, phát ra tiếng ông ông rung động, như là một tấm thần bi do đại đạo hóa thành. Không chỉ là Lý Thụy đang trong cuộc, mà cả những người bên cạnh cũng đều cảm nhận được áp lực to lớn, có không ít người xung quanh suýt nữa ngồi hẳn xuống đất. Ca. Sàn nhà lại nứt tiếp ra, Lý Thụy nhíu mày, hắn cảm thấy không hay, tên thiếu niên áo trắng này quả thực có vốn để cuồng vọng. Thương. Đột nhiên, thần quang chói mắt phát ra, tất cả mọi người chỉ có thể nhắm hai mắt lại, không cách nào nhìn thẳng vào, một đạo thánh kiếm bổ tới, đánh đạo bi văng ra một bên. Ở cửa thang xuất hiện một nam nhân mặc áo vàng, rất trẻ tuổi, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, nhưng lại rất bình tĩnh, thánh kiếm lóe lên một cái, lập tức chìm vào trong cơ thể hắn, vừa rồi chính là hắn ra tay giải vây. Người nào dám động thủ với ta? Đôi mắt thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Đại diễn, Hạng Nhất Phi. Nam tử áo vàng tự báo tên. Tất cả mọi người ở đây đều cả kinh, mới vừa rồi thanh thánh kiếm phát sáng rực rỡ, như thần kiếm ngang trời phát ra thì đã có người suy đoán, hiện tại quả nhiên đã được chứng thực. Đại diễn thánh kiếm vô cùng nghịch thiên, khi đạt tới cảnh giới tận cùng thì có thể chặt đứt tất cả, diễn biến ra các tiểu thế giới. Thì ra là người của đại diễn thánh địa, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Hạ Cửu U hỏi, tuổi không lớn nhưng khí thế lại rất kinh người. Đại diễn thánh địa cũng chưa từng xuất hiện đại đế, cũng không có vũ khí cực đạo, nhưng lại vẫn có tiếng tăm lừng lẫy tại Đông Hoang, là một trong những thế lực cường đại nhất. Hai chữ đại diễn đại biểu cho quá trình thiên địa diễn biến, dám dùng cái tên này thì nhất định không tầm thường chút nào, bọn họ lấy tự nhiên làm thầy, có các thần thuật rất khó lường. Trên thực tế, đại diễn thánh địa còn cổ xưa hơn rất nhiều thánh địa khác, là một trong những kế thừa xa xưa nhất của Đông Hoang, sâu không lường được. Hạng Nhất Phi đến từ thánh địa này,
tất nhiên là sẽ đại biểu cho cường đại và thần bí, không ai dám khinh thường. Hắn mở miệng nói, ta chỉ muốn làm người hòa giải mà thôi, không muốn hai vị quyết đấu sinh tử. Đánh hắn mà còn phải liều chết sinh tử sao? Hạ Cửu U cười lạnh, không chút nể mặt nào. Ngươi! Lý Thụy tức giận, mái tóc bay loạn lên. Hạng Nhất Phi của đại diễn thánh địa mỉm cười, nói, vị tiểu huynh đệ này, nhìn ngươi chỉ có vẻ 13, 14 tuổi, nhưng lại có tư chất ngút trời, thành tựu trong tương lai không thể lường được, chỉ là tính tình hơi lớn lối một chút đó. Tính tình của thiếu niên áo trắng này thì tất cả mọi người ở đây đều đã được biết rồi, khiến người ta có chút không chịu nổi, nhưng vì hắn cường thế mà lại xem nhẹ số tuổi, mãi tới giờ thì mới giật mình nhớ ra. Bằng này tuổi mà đã có thể cùng tranh phong với các truyền nhân thánh địa, điều này có chút trợn người, thật sự là một trong những thiên tài kiệt xuất a. Khi nhỏ tuổi xuất sắc, không có nghĩa khi lớn lên cũng là kỳ tài, các ví dụ từ xưa tới nay thì còn ít sao. Trước đây tại Đông Hoang đã từng có thiên tài tuyệt thế 8 tuổi tiến vào tứ cực bí cảnh, kết quả thế nào, chẳng phải là chết mà không ai thương tiếc đó sao? Có một số người không thích Hạ Cửu U cùng vọng, mở miệng phản bác. Dù sao thì cùng còn hơn cái loại vừa sinh ra đã không có ai thương tiếc như các ngươi. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U vẫn vô cùng kiêu ngạo, cười lạnh nhìn mọi người. Rất nhiều người đều không nói gì, tên thiếu niên này chẳng cố kỵ gì cả, bày ra bộ dáng cả thiên hạ là địch. Tới lúc này thì đến cả Diệp Phàm cũng phải giơ ngón tay đối với hắn, đương nhiên là ngón tay cái hay là ngón khác thì khó nói trước được. Các thiên tài từ xưa tới nay đều trưởng thành mà lên, chuyện ngoài ý muốn phát sinh cũng chỉ là số ít mà thôi. Một lão bộc phía sau thiếu niên áo trắng điềm tĩnh nói. Tất cả mọi người đều im lặng, Hạ Cửu U mới bao nhiêu tuổi, chỉ là 13 mà thôi, vậy mà đã có thể áp chế cả cường giả tứ cực bí cảnh, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành thì quả thực sẽ trở thành một tên yêu nghiệt. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.